Rồi quý vị ơi, tiếp theo combo số 50 nha quý vị. Combo này có 6 cây sâm hương 500. Cái này tôi bán cho ông bạn rồi nha quý vị. Bây giờ ông đổi lại ông lấy hai lô nhỏ về ông chơi quý vị. Hai lô nhỏ tàn thiên nhiên về ông uốn éo đồ, ông bẻ ra cây về ông chơi. Ông đổi lại. Cho nên mới còn lại 1 lô nha, chứ hôm qua hai lô kia là hai lô cuối cùng rồi. Giờ đây cây số 1 nè. Đây cây số 2 nè, số 3 nè. Số 4 nè, số 5 nè, số 6 nè. Anh chị nào muốn mua cái cây này nữa khoảng 1,5 năm đến 2 năm nó mới có. Tại cây này làm 1,5 năm rồi 18 tháng rồi. Từ lúc mà tôi dâm cành có 4-5 nách lá là tôi mới bẻ được như vậy. Mà hiện tại bây giờ là tôi chưa có xuất phát làm tông này nha quý vị. Nếu có làm mấy tháng nữa mới làm. Gần 2 năm nữa mới có cái tông gì bán nha quý vị. Rồi xuống luôn 6 cây 500.